bởi vì em cảm thấy anh là rất có duyên. Vậy. Nói vui này, hài hước này. Vậy. Rồi lại khéo, nói chuyện có duyên. Mà rất là kiểu hài hước nhưng mà cái kiểu là rất tỉnh tỉnh, là Quách Tỉnh. Em mà nói anh đẹp trai gì, nếu mà đẹp trai thì đẹp làm lên diễn viên đó. Thay lỗi xíu thôi. Em ơi lỗi. Phim bản lỗi. Sao? Phim bản lỗi. Em mới tính nói ra chị, là anh... chị vợ nè. Em nói anh này chắc chị ở nhà cửa lộn hoài ha. Không, không có cửa cãi lộn mà. Chữ lộn mà. Làm chỉ có cái dù mà cãi lộn em nói sao gì mà cãi lộn. Vậy hả? Anh tên Châu à? Mà em thôi em có bồ vậy nhưng mà chưa có bồ mai mốt hả? Chưa, em chưa có bồ. Chưa có bồ à? Ờ, em mới có một chồng hai con. Anh đùng. Như vậy anh đùng. Sao chị? Ngon lắm chứ không có chơi, đừng chơi. Chê nè, dự bị. Dự bị. Dự bị hay dự bị. Bây giờ em có thể lên được cái hàng trong cái bài gỗ của anh ấy. Em cứ xem em chụp hình hết. Coi thử coi trong này là lên em buôn bán ai cảm thấy được như thế nào thì em cứ alo rồi anh em mình cùng nhau rồi là giải tỏa nó đi. Người kia hôm nọ là em có xuống đấy. Hôm nọ là em có xuống em xem rồi. Hình như là mình đang có khoảng hình như 3-4 tấm gì đấy rộng mắt khoảng mặt 80-90. 80-90-91. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra nếu mà đối với các bác trải nghiệm khách hàng ấy là người ta phải xem hết, người ta xem mặt, người ta xem kỹ cơ. Chứ còn chỉ nếu mà ví dụ như dân gỗ thì nhìn đầu cái là cũng biết sơ rồi, khả năng chốt được hay không là họ biết rồi. Nhưng đối với các bác mà chưa có kinh nghiệm hoặc là người sử dụng thì người ta phải nhìn thấy là cái mặt nó như thế. Rồi bây giờ nhà em có tính có mua mấy cái cục lớn kiểu như này nào không? Có chứ, em làm chuyên hàng này thì sẽ phải mua nhiều. Mua cứ khách hàng nói thì em lại mua. Đó về rồi anh alo em để em vào đó em xem để em trao đổi để em lấy nha. Vâng. Nếu mà anh em mình mà hỗ trợ được ấy thì bọn em sẽ xúc tiến đẩy mạnh về cái thương mại đấy hơn. Nhưng mà anh là dễ thương, thực sự lần đầu tiên đến đây xẻ nhưng mà cực kỳ tuyệt vời luôn. Vừa quan tâm anh em, chia sẻ kinh nghiệm, xong lại có ủng hộ nhiệt tình. Đấy. Tạo điều kiện để mọi người đều vui, rất hay. Anh tạo điều kiện để anh em mình cùng nhau mình xích lại gần nhau đúng không? Vâng. Rồi có thể là ngày mai ngày mốt đây một cái dịp nào đó trong cái mặt hàng của anh có đó, rồi em cứ vào đó để em xem qua. Rồi có thể là trong tất cả trong anh em nếu mà ai có một cái nhu cầu gì về nguồn hàng gì mà trong của anh là có thì em cứ giới thiệu người ta đến, dạ, người ta lấy. Đúng rồi. Rồi có ai có nhu cầu cung cấp cưa gỗ, xẻ gỗ lớn, tại vì đây anh có một cái dàn hồi sáng mình cưa đó có một ngàn, nó có 1m6, còn cái dàn lớn của anh á đầu kia kìa, cái dàn lớn của anh đó nó đến 3m2 đó, cái dàn đó, cái dàn lớn nó nằm 3m2 đó, cho nên là cưa gỗ nó rất to. Vâng. Thì em coi thử coi có ai mà có nhu cầu cưa gỗ lớn thì cứ đến đây rồi anh cưa anh xẻ cho. Vâng. Ừ, còn giá cả thì nó phải chăng, ví dụ như là xẻ lần đầu là 800.000. Được. Nhưng mà nếu mà trả giá gắt là khả năng là giảm giá đấy các bạn. Nếu mà cưa ra đâu mà nhiều mà 1-2 cục 3 cục, ví dụ như trong một ngày mà em cưa đâu 5-7 khối 10 khối thì có thể là cái giá nó không có phải vậy, nó còn rẻ hơn. Đúng rồi. Còn cái này em vào ông cưa có 1 khúc. Đúng rồi. Thì cái giá nó cao vậy. Vâng. Với cả là khách hàng quen thì khách hàng quen như nhà em càng quen thì giá càng cao, và đưa người đẹp đi nữa là giá nó cao lắm. Thuốc hàng đâu đây Quấn? Dễ thương là khỏi nói gì dễ thương. Em dễ thương mà tại vì hỏi em tưởng là em muốn còn chưa bốc tem nhá. Em nói em hạ bốc rồi, em hai đứa con rồi thì cái này anh cho vào. Giờ chưa bốc tem dễ lăn lộn rồi. Có nghĩa là anh cho xếp vào hàng chưa bị. Đấy, ở đây là chúng ta cũng có một bác thợ nói chung là tuyệt vời. Tay nghề cứng luôn. Vừa thợ mối. Xin mời anh chia sẻ cảm nhận hoặc là giới thiệu một chút để các bác ở trên kênh có thể giao lưu một tí cho nó vui. Anh này là anh đẳng hăng. Nói chung là mấy anh sẽ thì tuyệt vời. Tuyệt vời. Có lưỡi máy. Có máy. Và qua mình sẽ đây thì đây là thợ sẽ rồi. Cái trường công có đẹp hay không? Có được hay không? Là em đó, em nhận xét trẻ cho em thì em cảm thấy như thế nào thì em phát biểu. Thực ra những cái vấn đề đấy thì anh em cũng hiểu về cái chỗ đấy. Thì bọn em sẽ cân nhắc về cái chủ đề đấy. Nhưng mà chia sẻ với các bác là ở trong cái buổi sáng hôm nay khi mà đi xẻ lần đầu tiên ở dưới Sài Gòn thì anh em Sơn trải nghiệm ở một cái chỗ của anh Lâm, xưởng xẻ của anh Lâm ở đây.
anh ấy thay lưỡi 2 lần chỉ với một cái khúc gỗ khoảng 3 khối thôi. Thì thực sự như thế là rất là chi tiết. Bọn em là công ty chuyên về mua bán, mua bán bàn ghế giường tủ. Thì bữa sau nếu mà xẻ em lại ghé tiếp. Nếu mà mấy tấm đấy của mình mà ý định mình bán ấy, thì em cũng trình bày như này này. Bọn em là ở trên Gia Lai. Thực ra là ở trên Gia Lai thì bọn em cũng có máy xẻ các thứ đầy đủ hết. Cái xưởng của em ở trên đấy là có cả xưởng luôn. Máy xẻ của em trên đấy là máy xẻ 2m8 luôn. Nhưng mà ở trên đấy là tiếp cận khách hàng rất là chậm. Và thứ hai là vận chuyển rất là dần lâu và nó không nhanh chóng. Nên là bọn em chuyển dần cái cơ sở thêm xuống đây để mở rộng. Tức là nếu mà được thì hỗ trợ được anh chị ra được hàng cũng là một cái hay. Vâng. Hoặc là những tấm nào đẹp mà bọn em cảm thấy giá ổn thì bọn em cũng hoàn toàn có thể bán nhích một tí. Thì tùy vào thời cơ hoặc tùy vào tình thế mà mình sẽ đưa ra những cái phương án làm sao đấy cho có lợi cho khách hàng và có lợi cho mọi người. Đấy. Thì đấy là những cái chia sẻ của bọn em. Thì hoàn toàn là nếu mà anh chị muốn bán gỗ khối hay là muốn bán gỗ mặt như anh cũng xem từ sáng đến giờ, tất cả khách hàng thì đều họ rất là thích xem trực tiếp và trải nghiệm. Và nếu mà họ muốn mua thì họ phải nhìn thấy tấm gỗ đấy như thế như nào, hoặc là họ nhìn thấy sản phẩm đấy làm sao. Thì nếu mà được thì anh bố trí sắp xếp.